Mừng quá cả nhà mình ơi, quá trời mừng rồi. Cuối cùng đã giải cứu được các thầy đó, lên xe được về về nơi nhà của các thầy rồi mọi người ơi. Đó, công an hình sự quá trời luôn. Nói chung các anh công an cũng rất là dễ thương nha mọi người. Kêu em là về cố gắng hỗ trợ các thầy về tới nơi nha mọi người. Rồi em cũng đã hỗ trợ các thầy về tới nơi địa phương rồi. Mừng quá cả nhà mình ơi. Thì mời cô chú anh chị mình cùng xem đến cuối clip nha mọi người, để biết những câu chuyện thư giải cứu như thế nào. Thì mời mọi người cùng xem. Đây đi nha mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Này đi qua phà hả chú? Mua vé đó hả? Đấy, chạy qua đây đi. Mua vé nha mọi người. Giờ hiện tại đang đi tìm các thầy. Bán em một vé à? Bao nhiêu tiền hả? Ở đây con. Em lên cậu nha mọi người, quay cho mọi người xem nha. Nay thì em có một con chiến mã, thật sự của em lấy cái chiến mã của em để mà đi nha mọi người. Cái tình hình là rất là gấp rồi. Em đi 6-7 tiếng rồi. Quay cho mọi người xem nè. Đây là con chiến mã của em. Trước là chiếc cúp của em, bây giờ nó nằm như là một ống sắt rồi mọi người. Nó nằm như một đống sắt luôn rồi. Bởi vì sao? Là bởi vì là đi quá xa, bây giờ là nó hư tùm lum, nó không có thời gian sửa. Bây giờ là em lên phà nha, để tìm các thầy nào thì em sẽ chưa thể bật mí được mọi người. Hiện tại em đang ở miền Tây. Để lên đây. Đó, hiện tại nó ở phà nha. Đây, em đây mọi người ơi. Em bây giờ là đi rất là gấp nha mọi người. Bây giờ là em cởi đồ nha. Và tối quá mọi người cũng thấy á, em mặc ngày nay đi qua bên công an là mưa rất là lớn. Đó. Bây giờ em đang đi phà đi qua tìm các thầy nha. Bây giờ là ở đây em cũng không biết ở đâu luôn. Ở miền Tây đi rất là sâu rồi. Thì có gì mời mọi người xem tiếp nha. Em cởi cái đồ áo mưa ra rồi em nói cho mọi người rõ ràng cái chuyến đi lần này nha. Hello mọi người nha. Thì nói tiếp với cái câu chuyện em mới cởi đồ ra nha. Hiện tại là phà đang đi nè. Đó, đang chạy phà đó. Bây giờ là em đang bị kết nối gì đây. Bây giờ thì em đang đi qua bên đội các thầy. Nghe đâu là các thầy đang bị công an tạm giữ nha. Vừa mới tính chuẩn bị lên núi rồi mà bị công an tạm giữ thì em liền đi tìm các thầy đâu. Gần tới thì nghe thông tin như vậy. Bây giờ là nếu mà gặp tới chỗ công an đó gặp các thầy thì em sẽ xin cho mấy anh công an để đưa các thầy về nơi tập trú đông vắng nha. Em hiểu cho mọi người biết luôn, đây còn chiến mã của em luôn đó, nó sẽ đồng hành cùng em và với các thầy thời gian rất là dài nha. Con kia thì đang nằm, con đó của mẹ em, nằm một chỗ rồi như một đống sắt rồi, giờ không có sửa được luôn rồi đó. Bây giờ là cố gắng thật nhiều để mà đưa các thầy về nơi tập kết đồng vắng. Chứ bây giờ là bắt giờ đưa các thầy về nơi cơ quan công an á thì cũng sẽ cởi đồ thôi rồi mới đưa về, như vậy thì tội các thầy quá. Thì em sẽ cố gắng tới đó và cũng thêm một chiếc xe để chỗ 6 chỗ gì đó đưa các thầy đi nha, đưa các thầy đi về nơi tập kết đồng vắng. Và cái hành trình của em đi kiếm các thầy rất là gian nan nha mọi người. Bây giờ đang đi thuyền nè.
rất là gian nan luôn. Hồi chiều là mưa rất là lớn luôn, giờ ướt hết quần luôn, rất là lạnh luôn. Đó. Mưa rất là lớn ở Long An. Ai mà ở Long An thì xác nhận giùm em nha. Đó, giờ là thuyền phà nè. Đó là một chiếc mã trời mưa tầm tã luôn. Em thì tính là quay trở lại Gia Lai, nhưng mà cái thông tin các thầy đang về đổ về miền Tây á, là em liền gọi các thầy lại để mà hỏi các thầy xem thầy các thầy tới cái chỗ này, em đang chọn cái chỗ này rất là tuyệt vời cho các thầy, thì không biết các thầy có chịu hay không, mà rất là nhiều người tu tập ở đó nữa, thì nếu các thầy chịu á là rất là dễ tu tập luôn nha. Thì bây giờ là em sẽ đi xuống phà nha. Hành trình của em rất là gian nan luôn mọi người. Mọi người xem tới đây, mọi người giúp em một lượt like, một lượt chia sẻ nha. Bây giờ là em rồi giờ em mà xuống phà mọi người. Biết là đi đường nào ở đây. Con chiến mã của em nha mọi người. Tới phà rồi. Thì em sẽ bản đồ coi. Mình tiếp tục thì mình sẽ đi bộ, mình sẽ đi đâu. Còn khoảng một tiếng nữa mới tới. Còn khoảng một tiếng nữa mới tới. Thì mời cả nhà mình cùng theo chân em nha. Đây có phà. Tìm được các thầy và quay cho cả nhà mình cùng xem. Hành trình là rất là gian nan nha mọi người. Và bây giờ đi á, tại vì em mang cái nón kia thì mình nói to hơn, nhưng mà em mang cái nón này á, nó full mang cái nón mô tô á thì nó không có nghe, mọi người không nghe gì được. Thì đó đây là em đi gặp các thầy sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem nha. Chờ các thầy lên xe nha mọi người. Hỗ trợ các thầy lên xe nha. Thầy bây giờ em thuê cái xe là chắc là các thầy mà tìm một nơi ẩn nha. Đó. Đó, đây công an nha mọi người. Các thầy lên xe nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì chuyện nay thì đi em đi tới tận 8 tiếng luôn mọi người. Chứ không có ít đâu. Đi từ lúc 12 giờ trưa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tiếng luôn mọi người. Quá khủng khiếp. Là đi là tới địa điểm này rồi, địa điểm chờ vị trí của tất cả mọi người là đi 8 tiếng mọi người, chứ nếu mà đi biết được cái chỗ là đi tới một mạch luôn mà không có tới 8 tiếng đâu. Với lại là xe mới nãy á là chắc là thầy bên Đức nhờ, hay là những người địa phương người ta nhờ á, nên là có người chở nha.
chứ em không có chở cho người nên là đã tính chính lại nha. Có không rồi em nhận vơ là sợ cô chú chị mình và trách em nữa, không phải mình mà mình nhận vơ mình lấy lòng yêu thương của mọi người nữa, thì em cũng lên tiếng rồi nha, trong video rồi luôn. Nãy có kê xe nhưng mà xe nó tới lâu quá, ở đây địa phương này nó rất là rừng mọi người, ở đây cảnh khá là giống Gia Lai hết đó, đó rừng không à, cho nên là bắt buộc phải kê xe hơi lâu đó. Bây giờ thì em đi tới cái địa điểm mà các thầy hẹn em rồi nha mọi người. Bây giờ đi cái đường các thầy đi đường kia, em mà đi ngược lại, do là thầy các thầy đi không có đi qua phà, em thì đi qua phà nha mọi người. Đó thì địa điểm ở đâu thì em sẽ giấu tất cả mọi người đi, thì sẽ nếu mà có duyên thì mọi người sẽ biết thôi. Bây giờ em tiếp tục di chuyển cho mọi người, tuyến đường rất là tối luôn. Bây giờ đi phà nha mọi người, thầy kia đi không tuyến đường kia, em thì đi phà coi cho mọi người cùng xem. Em nói là nhỏ mọi người không cảm lắm nha, đang bị đau họng á, 200 mét. Phà anh ơi, cho em hỏi phà mình nằm đâu anh? Dạ cảm ơn anh nha. Người gọi không xác định. Phà đi nào nha mọi người. Nhiêu anh? 12.000 hả? Cảm ơn anh nha. Rồi đi xuống phà nha mọi người. Đi phà buông đêm thì nó hơi ghê, mà đi nhanh hơn nó cũng an toàn, mà xe khách bốn mấy chỗ còn đi được. Mình đi với thầy á, ở hiền gặp lành, cho đi là sẽ được nhận lại, vẫn còn đó chứ không cho đi mất đâu mọi người, đúng mọi người, cho đi là còn đó chứ không mất đâu. Giờ xe nó đang vô nè mọi người, đó, xe đang vô nha, để xuống phà nè, đi vào phà nha. Để xe xuống nha mọi người. Như vậy thôi, nhìn vậy thôi nó cũng nguy hiểm nha mọi người, chứ không có đơn giản đâu nha. Ghê quá. Ngày vô nha. Hôm nay có gì ăn hết á. Chạy từ lúc 12 giờ chưa giờ chưa có gì ăn hết. Giờ đi nha mọi người. Ghê quá. Dạ? Cao mưa nó kéo dưới đất rồi kìa. Dạ, kể đi sao đâu. Cô dặn, cô nói mình là cao mưa. Cao mưa nè. Nó bị cái xuống đất rồi. Đứng ngay chỗ này, đứng lên. Dạ. Sao anh? Đứng gì em? À, cho em bỏ cụm đi. Rồi, nè, bắn nước ở trên đây nha. Giải cứu các thầy xong rồi, gọi là giải cứu nhìn nghe nói cho oai thôi, nhưng mà cũng gặp các thầy được rồi mọi người. Thì lúc đó thì không có ai hết, có mấy công an với lại là các thầy mới vô đó, mình cũng mấy anh nó cũng hình sự vô cũng rất là căng, nhưng mà vô cũng rất là hiền vui, kêu là em nhớ hỗ trợ các thầy nha, kêu anh cũng theo dõi em đó, cái mình cũng kêu mà mình kêu ô vậy hả, dạ em lúc nào cũng hỗ trợ các thầy hết nó, mình công an rất là dễ thương nha. Cái này anh đỡ tí nữa bao nhiêu tiền nha anh? 15.000 hả, mà tính tiền luôn nha. 15.000.
biết anh có cái gì ăn mà. Rồi anh đi đâu rồi anh ơi, anh trai ơi, anh trai ơi, anh trai có gì ăn không anh trai? Có mì ly chứ có gì đâu. Mì ly hả? Đó là ăn đậu nành nước da, ăn no hay là ăn gì? Ăn nên no tí xíu thôi. No no thì ăn mì ly thôi chứ có gì đâu ăn. Có trứng luộc gì không? Đâu này đâu có bánh cẩm lừa lắm hả vậy? Xúc xích gì không? Không luôn rồi. Bánh bánh mông lan em có gì hết? Có gì hết ăn không? Trời ơi. Đó thì các thầy là được một Phật tử nào đó, như các thầy cầu cứu, thầy có điện thoại cho mọi người cầu cứu, cũng nhờ một Phật tử đó giúp đỡ đưa lên xe. Đó, người ta đáng tin em quá trời luôn. Trời Trang Trí đang ở Đắk Lắk, Đắk Nông. Oh, được quá nhờ. Có vị trí của thầy đất không? Đang ngồi đây. Ô gặp thầy Dân Trí rồi nè. Duyên quá mọi người ơi, thì em vừa tới thì các thầy cũng vừa tới luôn mọi người ơi. Trời ơi quá vui luôn, các thầy đi một đường em đi một đường. Ồ gặp cái cô này ở đây nè, cô dọn cái chỗ cho các thầy nghỉ nha mọi người. Đó em vừa tới, các thầy cũng vừa tới luôn, mừng quá mọi người ơi. Ở đây là quá. Dạ cô. Dạ. Vô. Không có vô được. Con chờ duyên cho thầy đi từ qua ngoài Bắc kia chứ không phải. Nghỉ đâu ta? Ở giữa luôn mà. Wow, thầy nghỉ ở đây luôn. Thầy nghỉ ở đây luôn nha mọi người. Trời ơi. Quá mừng luôn. Hello mọi người nha. Thì gặp các thầy đây rồi mọi người. Thì các thầy đang nghỉ tối nha mọi người. Thì con chào thầy Minh Thông. Dạ, một phần nào. Thầy bên đây con chưa biết pháp danh à? Dạ con Tâm Dũng. Tâm Dũng. Chiếu Đức. Thầy Chiếu Đức. Dạ là hai thầy này là sao mà cơ duyên nào mà gặp thầy Minh Thông? À, dạ thầy cái ngày 14 tháng 6 đó. Dạ. Là tụi con được cái xe hỗ trợ từ Công Tâm lên, là hứa là lên Gia Lai để gặp sư Minh Tuệ đó, để hội ngộ với sư Minh Tuệ đó. Dạ. Nhưng mà tụi con lên đi xe lên tới Công Tâm thì được mấy cơ quan chức năng dẫn vô công an tỉnh Kon Tum á, rồi vô đó còn tụi con viết cái lịch trình, viết lời khai, rồi viết bản cam kết và viết cái lịch trình, rồi viết bản viết cam kết để mà về lại địa phương á. Thì tụi con mấy công an cũng giải thích là về an ninh rồi này kia, tụi con cũng chấp nhận. Và thầy Chiếu Đức này cũng như vậy thôi, nhưng mà cũng đi từ cái hướng Phú Yên, đèo Cù Mông lên Bình Định rồi lại lên Gia Lai, thì cũng được được giữ lại đó. Rồi thì công an ở dưới địa phương á, công an địa phương từ ở dưới dưới Cần Giuộc á mới lên chở hai tụi con về. Tại vì con với sư Chiếu Đức này là cùng quê, thì
rồi xong ngay về hai huynh đệ có cái nguyện vọng là về địa phương thì người ta cho về địa phương đó, rồi hai huynh đệ ở chung với nhau trong cốc của con ở chơi Cần Giuộc á. Dạ. Dạ thì rồi bữa sau thì tụi con mới mới tiếp tục bộ hành, tụi con về vẫn giữ y vậy thôi. Tụi con thấy là tiếp tục bộ hành để về phía Nam, tại vì tụi con hứa là không có về ở Tây Nguyên nữa để đông quá đó. Thì tụi con nghĩ là cái hành tu của mình thì cũng mình tiếp tục, thì con nghĩ về miền Nam thì chắc cũng được ủng hộ, tại các vị đó nói là không không nên đi về trên đó tìm thầy Minh Tuệ nữa, thì con có cam kết là không đi tìm thầy bộ hành tìm thầy Minh Tuệ. Nhưng mà con thì con mới giữ cái hạnh mình thì con đi về miền Nam, thì có thầy Tâm Dũng này nè, cũng từ Phú Yên, thì cũng cũng có biết, cũng có cái tâm nguyện hành trình, tại vì ngài cũng 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 có tâm nguyện hành trình về với An Giang á để ẩn tu, thì tụi con là có cái cơ duyên đó nên là có được Phật tử nói và sắp xếp rồi tụi con cũng cũng hội ngộ được. Và cái đó cũng là cái cơ duyên để hội ngộ được. Thì ba tụi con cũng bộ hành từ cầu Mỹ Thuận á, cầu Mỹ Thuận rồi về dưới Châu Đốc. Dạ, thì cái sự việc là chiều nay ở Châu Đốc thì cũng tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc, viết tường trình cam kết, lại là cam kết là không cho đi trong cái địa phận của tỉnh An Giang nữa. Dạ. Và bộ hành thì nữa thì con thì cũng mong muốn được học tập thôi. Dạ. Để lúc đó thì tụi con ở Phú Tân nha, đang đi viếng cái tổ đình An Hòa Tự của Phật giáo Hòa Hảo đó. Dạ. Với lại cũng đảnh lễ Đức Huỳnh giáo chủ đó, tại vì ngày 18 tháng 5 đây là kỷ niệm lớn 85 năm của ngài khai đạo đó. Nên tụi con cũng có cái tâm nguyện là cái người học Phật thì ngài cũng là một cái người để mà chấn hưng cái đạo, chấn hưng đạo Phật. Thì tụi con cũng mới tới đặng muốn tới đặng lễ, rồi tụi con lại quay về để núi Cấm hay là một nơi nào đó để ẩn tu. Dạ dạ. Nhưng mà cơ quan chức năng thì lại không có cho tụi con cái nguyện vọng đó. Nên là tối ngày hôm nay thì tụi con yêu cầu tụi con phải ra khỏi An Giang, địa phận An Giang, thì tụi con cũng chấp hành. Và bây giờ huynh đệ anh em con thì cũng đang ngủ ở ngoài An Giang. Dạ, dạ. Thầy là Phật. Thì thầy trên cái tuyến đường từ ngày 14 á, thầy được đưa về địa phương á, thì thầy được bộ hành ngoài hai cái thầy đang hiện tại đang ở đây, thì ngoài thì còn thầy nào nữa không ạ? Dạ không, dạ, mấy vị kia thì con cũng đang tìm tin tức á mà họ chưa biết được. Thì bây giờ là mỗi thầy á, thì mỗi địa phương và nhau. Và cho nên là thầy cố gắng ở địa phương mình để mà tu tập tại tại gia đi. Dạ dạ. Tệ thì thông tin là nói chung là ẩn tu thôi, nhưng mà vẫn còn xuất hiện hình ảnh là thầy vẫn khỏe mạnh và ẩn tu đang trong cái địa phương của thầy. Dạ. Thì tụi con cũng mong muốn là thầy được khỏe mạnh với lại còn còn tu học là tốt rồi. Thì tụi con cũng như vậy mà, tụi con cũng thực cố gắng cố gắng là cũng ẩn cư và cố gắng cũng vậy. Nhưng mà trong những cái trong ba thầy ấy thì ba thầy đều có căn cước công dân hết. Dạ vâng. Dạ vâng. Thì trong tuyến đường đi thì theo em theo con á, là trên tuyến đường đi Công Tum á thì cũng không có theo, không có nhiều người đi cùng, có nghĩa là không có nhiều người đi gọi là đi theo của mình. Vâng vâng. Nhưng mà chắc là do là người dân ở Gia Lai á, người ta rất là đông. Thế nên là buộc phải nhà nước ta phải giải tán các thầy đi. Dạ. Thì cái đó thì tụi con cũng người làm an ninh người ta sẽ tiên đoán trước, người ta làm công việc đó để đảm bảo an ninh, thì tụi con không nói. Tụi con cũng không có gì cả, cũng thuận mà, tụi con cũng thuận mà. Nhưng mà tụi con về miền Nam thì tụi con nghĩ là trong quá trình con đi từ Mỹ Thuận xuống dưới Châu Đốc á, tụi con đi á, các Phật tử rất dễ thương, không có ai đi theo cả. Mà cũng không ai làm mất an ninh, người ta chỉ đứng bên đường, người ta cho một chai nước hay là thức ăn thôi, người ta rất là an ninh. Dạ, chứ không có gì hết. Còn tụi con đi thì cũng thẳng hàng, đi sát vô lề thôi. Có thầy Tâm Dũng, thầy rất là ý thức về vấn đề lụm rác giữa đường, hay là ngài nhắc nhở các huynh đệ là phải đi đúng hàng. Con đi mà lệch ra cái nhắc, giống như chân con đau quá mà đi vô trong là nó bị nhói á, con đi lệch ra ngoài chút xíu là cũng bị thầy Minh Chiếu, thầy Chiếu Đức là nhắc là thôi xong đi vô trong. Thì con biết chứ, nhưng mà tại đau quá rồi mình né qua ngoài một chút, chỉ một chút thôi,
nhưng mà các huynh đệ cũng nhắc nhau, tức là cũng phải đi thẳng hàng. Thành ra tụi con cũng biết giữ cho mình, giữ cho người dân, rồi giữ cho cái hình ảnh của Ngài Minh Tuệ nữa, nên tụi con biết điều đó. Thế là tụi con tu thì cũng ý thức để giữ được cái an ninh trật tự, mà giữ những cái điều tốt đẹp nhất. Nên là cái hành trình nó không có gì xảy ra hết. Dạ, thì gần đây á, thì mới hôm qua hôm kia thôi thì có sư thầy Minh Dược và cũng đã lên tiếng là có giống như là có tin đồn đấy, nghĩ là tin đồn, không phải là thầy Minh Dược đâu, mình nói tin đồn mới cho chính xác, là làm mát bo cho các thầy để mà các thầy bộ hành từ những cái nước láng giềng á, và sẽ đi tới Ấn Độ. Và thì các thầy có suy nghĩ như thế nào, cảm nghĩ như thế nào về những cái thông tin tin đồn đó? Nếu mà có thầy Minh Tuệ, nếu mà có sự thật xảy ra là thầy sẽ bộ hành đi xuyên các nước vậy, thì các thầy có muốn bộ hành giống vậy không ạ? Con nghĩ thì con vẫn thích bộ hành ở Việt Nam hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mà bộ hành ở Việt Nam, nhưng mà có một cái vấn đề nào đó, mà ví dụ một cái cơ duyên nào đó để đi bộ hành ở các nước bạn thì vẫn tốt đẹp, nhưng mà cái đó là cái phụ chứ không phải là cái chính. Cái chính là tụi con vẫn muốn đi một vòng Việt Nam, từ Bắc vô Nam, từ Nam vô Bắc, rồi có thể lên Tây Nguyên, lên các vùng miền, đi Phú Quốc, đi ra cái đảo xa mà tụi con chưa có thể thăm được hết cái đất mẹ, để cái đó là giống như cái trải nghiệm cuộc đời của tụi con. Còn những cái vấn đề mà khi mà đi ra nước ngoài á, thì nếu có cơ duyên thì tụi con vẫn được đi, vẫn đi thì học tập thêm rồi vẫn tốt đẹp. Còn đặc biệt là còn đi với thầy Minh Tuệ, với huynh đệ nữa thì càng tốt nữa. Thì nếu mà nói chung là giờ cái đó mình cũng không nói tin đồn, nhưng mình cũng không có thể nào mình xác minh là đúng hay là sai được. Thì bây giờ trước mắt là nếu mà được á, các thầy cho con hỗ trợ các thầy là làm một cái hộ chiếu trước, cũng như là một cái chứng minh để theo trong người, lỡ mà nếu mà có đi á, thì các thầy có thể là đi cùng thầy Minh Tuệ nhanh hơn, không cần phải chờ. Là trong quá trình mà làm bắt bo đó là mất tới 3 tuần rồi. Không, con nghĩ đó cũng tốt, tại vì con nghĩ là mình cái gì mình nên chuẩn bị chốt không tốt trước hay hơn. Đúng rồi. Cái mình mỗi công dân cũng nên có một cái bắt bo để có cái thể mình du lịch chẳng hạn. Và ví dụ như con nghĩ là ở bên Campuchia hay Lào gì đó cũng có nhiều cái thắng cảnh đó. Rồi con cũng có thể thích là bộ hành qua để tham quan, để học hỏi rồi lại quay về. Hoặc là trong 1-2 ngày vậy đó. Nói chung là làm sẵn để đó thôi, khi nào mà duyên khởi lên đủ và có đi qua được thì đi, chứ không không có dự tính. Nói chung là mình không nên nói trước được, nhưng mà mình cố gắng mình hỗ trợ sớm. Thôi bây giờ cũng là trễ rồi, thì nói chung là cô chú anh chị mình cũng đã thấy thầy rồi nha mọi người. Thì để cho các thầy nghỉ ngơi nữa, tại vì là các thầy cả ngày nay cũng đi mệt, với lại là cũng làm việc với lại mấy anh công an nữa, cũng ghi giấy này kia đúng không ạ? Dạ. Bây giờ là cũng chúc mọi người buổi tối sức khỏe và ngủ ngon ạ. Dạ, ai vậy? Dạ. Cảm ơn các thầy đã dành chút thời gian để mà chia sẻ một tí cho các cô chú anh chị ở trên trong và ngoài nước để xem ạ. Dạ.